Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn subscribe và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Khởi tố kẻ đăng tải chia sẻ 186 bài viết chống phá nhà nước lên mạng Facebook đăng tải, chia sẻ 186 bài viết có nội dung xuyên tạc, chống phá nhà nước nên Trần Hoàng Huấn đã bị công an khởi tố, bắt tạm giam ngày 10 tháng 8. Phòng an ninh điều tra công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tống Đạt quyết định khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Hoàng Huấn sinh năm 1988, ngụ phương 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục điều tra về hành vi làm, tàn trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo Công an, từ năm 2015 đến nay, Huấn đã sử dụng trang mạng cá nhân trên Facebook có nick hàng trang để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ bán chính quyền nhân dân, xúc phạm lãnh đạo đảng, nhà nước, bị đặt thông tin gây hoang mang trong nhân dân. Công an Tiền Giang mời Huấn làm việc nhiều lần và cho cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, Huấn vẫn cố tình vi phạm. Khi bị bắt, Huấn khai đã chia sẻ 186 bài viết dài 254 trang. Công an đã thu thập dữ liệu điện tử lưu trữ trên Facebook cá nhân của Huấn gửi trưng cầu và được Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang kết luận các bài viết đều có nội dung xuyên tạc. Khám xét chỗ ở của Huấn, lực lượng công an thu giữ một điện thoại di động để đăng nhập Facebook, một hộ chiếu, một chứng minh nhân dân tên Trần Hoàng Huấn.